hé lộ bảng xếp hạng top 10 influencer nhận được lượng tương tác lớn, Chibu chiếm vị top 1, Đen Vâu cùng Phương Mỹ Chi nối đuôi. Bảng xếp hạng những cái tên đình đám của showbiz Việt đang nhận được nhiều sự chú ý. Vào chiều ngày 14 tháng 7, bảng xếp hạng top 10 người ảnh hưởng có được lượng tương tác lớn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Trong số đó, Chibu chính là người dẫn đầu danh sách lần này. Thời gian qua, cô nàng đã tham gia show Thì Tỷ Đạp Gió Rã Sóng mùa 4 Đạp Gió 2023 và được khán giả ủng hộ một cách rất mạnh mẽ và nhiệt liệt. Đặc biệt, cô nàng cũng đã được rất nhiều thành công đáng mơ ước tại chương trình này. Nhờ đó, lượng fan của nữ ca sĩ ngày một tăng lên đáng kể. Trong khi đó, xếp sau Chibu chính là Đen Vâu và Phương Mỹ Chi. Cụ thể hơn, Đen Vâu đã tạo được dấu ấn nhờ vào quỹ từ thiện từ doanh thu bài hát mới là Nấu Ăn Cho Em. Kế sau Đen Vâu là Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý khi trở thành nhà tiên tri đề văn trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa rồi, kèm theo đó là MV Đẩy Xe Bò. Những cái tên tiếp theo cũng là hàng loạt nhân vật nổi tiếng của VBiz, trong đó bao gồm Lê Dương Bảo Lâm, Hiếu Thứ Hai, Bích Phương, Hồ Ngọc Hà, Đức Phúc, Mono và cuối cùng là Anh Thư. Hiện bảng xếp hạng này đang nhận được nhiều sự quan tâm